Trời ơi, nghĩ sao bán cái son mà vừa xấu mà vừa sến mà người ta mua nhiều dữ vậy ta? Ừ, son gì nhìn ơi. Son gì son ai cạp. Rồi xài chưa biết sao xấu rồi sến. Rồi có xài chưa biết xấu. Chưa, thì tôi thấy tự nhiên hình ai cạp thấy lợn quá là cổ xưa rồi. Trời ơi, không biết gì trơn, vậy là chưa biết gì rồi, được cái rẻ nè. Là cái thứ nhất có 70 ngàn thôi, mua cây son được tặng thêm chai nước hoa. Là quá VIP và mình nghe vậy là mình thích rồi đúng không? Chưa kể nha, mở cái hộp cho coi nè. Trời ơi, cái son nó xịn sò. Đây. Chiếu chiếu luôn, hiệu ứng 3D. Đây, cho coi nè. Trời ơi, giỡn hoài. 6 màu. 1, 2, 3 màu. Ok chưa? Rồi, thêm đầu nữa nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè. 6 màu. Siêu lì. Son lì lên. Son lì, ăn uống thoải mái luôn. Son lên son để khô lại 15-20 phút rất là lì luôn nha. Bởi vậy hả mấy chị mua dữ lắm. Gần Tết ăn uống thoải mái luôn. Đi chơi với trai lộn, đi chơi với bạn trai là xuất sắc luôn. Tự tin luôn, tho lên một cái là lì tới tối luôn, tới chiều luôn. Khỏi còn phải son lên một lần nữa. Nhưng mà ăn uống nhiều nó cũng phải trôi, nhưng mà nó trôi ít lắm. Nó trôi nhẹ nhàng hơn những cái cây son khác rất là nhiều luôn. Nói chung là cái cây này là đáng, xứng đáng. Mỗi lần mà gần Tết lại bán rất là nhiều cái cây son này luôn, thiệt luôn á. Mua một cây son tặng thêm một chai nước hoa nữa. Đây có 70 ngàn thôi, ai mà không mê. Ai mà không mê. Mua quá tài lên. Trời ơi mua dữ lắm. Trời ơi nãy giờ là một mớ rồi đó, mớ nữa thôi chị Mai ơi. Tự nhiên cái thấy người ta rồi mày đặt phái phái mua mua đi ha. Chê là tôi không có bán đâu quá trời. Cây son này nha, em xài 2 năm trời. Hồi năm rồi á, gần Tết cũng bán cho mấy chị rất nhiều luôn. Năm nay gần Tết bán nhiều hơn năm rồi luôn. Trời ơi.